Chào mừng các bạn đến với kênh Sadek yêu thương. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bản tin Nếu kéo tình cảm không thành, đâm người tình trọng thương, nam thanh niên lãnh án 5 năm tù. Nếu kéo tình cảm không thành, bị cáo Phan Thành Kiệt, 32 tuổi, ngụ phường Tân Quy Đông, thành phố Sadek, tỉnh Đồng Tháp, đã dùng dao đâm người tình trọng thương. Với tội danh cố ý gây thương tích này, bị cáo Kiệt đã bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 5 năm tù giam. Theo cáo trạng, bị cáo Kiệt có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị T. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, chị T thấy không hợp nhau nên đến tháng 6 năm 2019, cả hai không còn sống chung với nhau. 19 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2019, bị cáo Kiệt đến tìm chị T, đề nghị chị T trở về sống chung, nhưng chị T không đồng ý. Kiệt đã dùng dao bấm thủ sẵn trong người, đâm vào vùng hông của chị T, gây tỷ lệ thương tật 32%, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sadek. Riêng Kiệt đã bỏ trốn sau khi gây án và bị bắt giữ sau đó. Tại phiên tòa, bị cáo Kiệt đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Ngoài mức án 5 năm tù, bị cáo Kiệt còn phải bồi thường chi phí điều trị cho chị T số tiền 10 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin.